Tâm các bà, các bác ở dòng họ Mạt của chúng ta ở trên xã Liên Hiệp. Và đề nghị sau đó thì trong cái quá trình thi đấu, vì thời gian cho đến tận trưa ngày hôm nay sẽ phải xong hết toàn bộ giải, cho nên là các đô nào mà sau đó được thi đấu xong có thể là vào nên gặp bằng ban tổ chức để xin giữ giải đấu tài. Giới thiệu trận thi đấu hạng 66kg, Nguyễn Văn Dương Kiến Thụy khố đỏ, Nghiêm Đình Cảnh Ninh Hiệp khố xanh. Hai đô vào sới. Hai đô lấy nhanh nhỉ, đông người nhanh nhỉ. Hai đô xe lại. Rất nhanh, đồ Kiến Thụy phải nói là tháo đoàn ra ngoài rất nhanh. Nói là mình nói. Trước khi vào thi đấu, các đô là trọng tài kiểm tra, các đô để buộc khố cho thật chắc. Như vậy là đồ Kiến Thụy vừa rồi là vì tất chắc là buộc khố lẳng cho nên để cho thất thế này chạy ra ngoài. Vì vừa thấy buộc khố lẳng mà cho nên trọng tài phải buộc này khố không? Trận đấu tiếp tục. Kín đòn tháo cũng nhanh mà về gỡ nhanh, bao đoàn cũng nhanh. Đấy,
đô đang tìm các đoạn cố đang trúng cố để các tìm các kỹ thuật để thực hiện các kỹ thuật của mình. Rất nhanh. Phải nói là như vậy là hết thời gian thi đấu hiệp 1, hai đô tạm nghỉ 1 phút và thi đấu hiệp 2. Hai đô bắt tay. Hiệp 2, bắt đầu! Trọng tài báo hiệu ngoài và trọng tài chống báo hiệu ngoài, như vậy đã đủ kiến thủy là 3 lần chạy ra ngoài rồi. Lần, 2 lần nữa. Cố gắng lưu ý. Trận đấu tiếp tục. Như vậy là như thế, vừa rồi là hai đô các kỹ thuật không thực hiện được như là chúng tôi ban đầu đã thông báo về luật, tức là gì, lồi ra lồi hẳn mà ngã là phải ngã lấn cả hai lưng xuống, tức là ngã thẳng bụng đấy ạ.
thì mới là thua. Nhưng vừa rồi là đô khố xanh mới chỉ là nghiêng mới có 90 độ thôi. Các đô lưu ý là khi ra ngoài phải báo hiệu trọng tài. Hiện nay thời gian thi đấu hiệp 1 còn hiệp 2 còn 30 giây nữa. Hai đô vào thi đấu. Trận đấu tiếp tục. Thời gian thi đấu hiệp 2. Hai đô nghỉ 1 phút và thi đấu hiệp phụ. Bắt đầu. Chân.